tuổi. Năm tên gì? Đây là Matthew Lopez ha. Tin từ Los Angeles, lễ hội Trung Thu 2006 do Liên hiệp Cộng đồng Việt Nam tổ chức cho các em thiếu nhi Việt Nam trong vùng Los Angeles ngày 30 tháng 9 năm 2006 vừa qua được mô tả là thành công lớn với hơn 500 quan khách, dân biểu, nghị sĩ, hội đồng thành phố. Các em Việt Nam đã đến với lễ hội truyền thống này. 4 tuổi ha, Emily 4 tuổi. Một tiết mục khác hấp dẫn là cuộc thi trẻ em đẹp với tiêu chuẩn biết nói và hát tiếng Việt, mặc quốc phục đẹp. Kết quả có 10 em được vào vòng chung kết và sau đó 5 em được phát quà, tặng vật do các mạnh thường quân tặng. Bây giờ đã thiện Kim, 9 tuổi, Kim Hoa Đắc nha. Và bây giờ chúng tôi xin những người chúng ta dành một tràng pháo tay cùng với tiếng trống lân để chúng ta chào đón đoàn lân của gia đình Phật tử Kỳ Viêm. Cứ giờ tiền lên là lân đến là thụ lộc của quý vị và sẽ ăn một và tặng 10 đấy. Ông Địa thì luôn luôn là lúc nào cũng mang niềm vui đến cho mấy em, thành ra mấy em đừng có sợ nha, ông Địa là dễ thương lắm. Đoàn múa lân với tiếng trống rộn ràng, các em trong quốc phục cổ truyền đã rước đèn trong một lễ hội hiếm có ở Los Angeles. Đặc biệt, phần điều khiển chương trình linh hoạt và độc đáo với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và phần văn nghệ với các nghệ sĩ nổi tiếng. Sự hiện diện của hai em Quốc Nam và Bảo Ngọc đã được quan khách nhiệt liệt tán thưởng. Ngồi thương thật vui vẻ. Đèn ơi đèn, sao đèn sáng quá, che mắt ánh trăng của em trên trời. Nhà ơi nhà, sao nhà cao quá, che mắt bóng chi hằng của em. Vì đã có thương ngày bao giờ, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. How old are you? 9? What do you like best about the trip to? I'm not sure. You're not sure? Do you like the lantern march? Fun, huh? Thank you. What's your name? Kumi. How old are you? 5. 5? Wow. You look so pretty today. Tên gì? Quyên. Em mấy tuổi? 6 tuổi. Em có thích rước lồng đèn không? Dạ thích. Vui ha. Em mặc áo đầm này đẹp quá, em mua ở đâu? Cô Hai cho. À, em tên gì? My. Em mấy tuổi? 5. Em có thích rước đèn không? Vui ha. Chào em tên gì? What? What's your name? April. How old are you? 6. Do you like the lantern march? What's your name? Dorothy. How old are you? 5. You're so cute. Do you like the lantern? Em muốn làm chú muỗi để bay lên cung trăng, thăm sức khỏe chi hằng thì đua cùng Nga Mỹ. Em muốn làm chú muỗi để bay lên cung trăng,
xin tí đá mặt trăng làm thế giới bàng hoàng. Yeah, hello. Cao bảo chân đó, chân tức là chân quý, là ngọt ngào, nó bảo chân giống như là bảo ngọc. Số quan khách Trung Quyên, em Trung Quyên giải án của thành phố đã lên phát biểu ca ngợi các hoạt động của Liên hiệp cộng đồng trong suốt chiều dài tị nạn 25 năm qua. Lễ hội Tết Trung Thu 2006 kết thúc hồi 9 giờ tối cùng ngày. Emily Lee, hạng nhì. Michelle. Ok. You'll be there. Number 3. Xin lỗi, tôi giải 3.